Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho các loạt trận quốc tế, cuối tuần này, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại với vòng đấu thứ 5 và Manchester United sẽ đón chào một thử thách rất khó chịu mang tên Brighton. Đội bóng đang có phong độ cao trong thời gian qua. Đoàn quân của Erik Ten Hag đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và khi tình hình chưa được xoa dịu, họ lại phải đụng độ chim mòng biển, khắc tinh của Quỷ Đỏ thành Manchester khi đã giành được 3 thắng lợi trong 4 trận gần nhất. Chắc có lẽ các bạn còn nhớ, chính đội chủ sân Amex là đại diện gần nhất và cũng là duy nhất ở mùa trước đánh bại được thầy trò 10 khó ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Liệu rằng Manchester United có thể trả song phẳng món nợ đã vay hay sẽ tiếp tục ghi sổ chết chồng thêm nữa? Và ngay bây giờ, hãy cùng với Random Football đưa ra những nhận định về màn so tài hứa hẹn vô cùng hấp dẫn vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 16 tháng 9. Đầu tiên, hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của hai đội. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, đội chủ sân Old Trafford hiện đang tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm. Họ có 2 thắng lợi trên sân nhà trước Wolverhampton và Nottingham Forest, cùng với đó là 2 thất bại tại phía Bắc London trước Tottenham và Arsenal. Tuy thành tích chưa phải là thảm họa, nhưng màn trình diễn của các chàng trai áo đỏ đang mang đến rất nhiều lo lắng cho các cổ động viên, nhất là trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua rất nhiều vấn đề ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Vụ lùm xùm với bạn gái cũ đã khiến cho Antony bị đình chỉ thi đấu để phục vụ công tác điều tra của cảnh sát. Hay mới đây là scandal liên quan đến màn bật thầy của Jadon Sancho. Với tình hình phòng thay đồ đang rối ren như hiện tại, nhiều lo ngại đã bắt đầu xuất hiện dành cho thầy trò Erik Ten Hag. Liệu họ sẽ vượt qua điều này như thế nào khi mà ở trận đấu sắp tới đây, đối thủ của Quỷ Đỏ sẽ là Brighton. Đội bóng được xem là khắc tinh của Manchester United khi đã giành đến 3 thắng lợi trong 4 trận gần nhất ở đấu trường Premier League và cũng là đại diện gần nhất giành trọn 3 điểm tại nhà hát của những giấc mơ. Mùa giải trước, đội chủ nhà thậm chí còn thất bại trong cả 2 lượt trận. Dù cho sen giữa có thắng lợi ở bán kết FA Cup, nhưng món nợ mà Manchester United đã vay là quá nhiều và họ cần phải trả hết vào thứ Bảy này. Tình hình nội bộ đã phần nào được giải quyết khi Sancho xóa dòng trạng thái của mình, cũng như nhiều nguồn tin ở xứ sở sương mù cho biết, ban lãnh đạo đã đứng ra dàn xếp mọi chuyện nhằm giúp cả đội ổn định tinh thần trước trận đấu khó khăn vào thứ Bảy này. Và đây được xem là cú hích để đội chủ sân Old Trafford thi đấu tốt hơn nhằm hướng tới việc duy trì mạch bất bại tại thánh địa của mình. Về phần Brighton, chim mòng biển đang bay cao trên bảng xếp hạng khi có được 3 chiến thắng và 1 thất bại sau 4 trận đã đấu. Tuy đã nhận phải thất bại 1-3 trước West Ham United ở vòng 3, nhưng đoàn quân của Roberto De Zerbi đã nhanh chóng tìm lại niềm vui với màn hủy diệt thiếu gia Newcastle với tỷ số tương tự. Chiến lược gia người Italia cùng với các học trò vẫn luôn duy trì được một lối chơi mạch lạc dù đã mất đi 2 ngôi sao hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Với phong độ cao, tinh thần đang lên và thành tích đối đầu gần đây rất tốt trước Manchester United, chim mòng biển hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cực đại cho đội chủ nhà. Và Brighton mong muốn rằng họ sẽ là người chặn đứng thành tích bất bại tại sân vận động Old Trafford bằng cách hạ sát Quỷ Đỏ, như cái cách mà họ đã làm cách đây hơn 1 năm, ngay ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Một màn đối đầu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và được xem là trận cầu tâm điểm ở vòng 5 Premier League giữa hai đại diện nằm trong nhóm cạnh tranh cho suất dự Cúp châu Âu. Tiếp theo, hãy cùng đến với tình hình lực lượng trước giờ bóng lăn. Nhìn vào dàn nhân sự của Manchester United, chúng ta có thể thấy rằng hàng thủ tiếp tục là nỗi lo lớn nhất của họ khi có đến 3 ngôi sao phải ngồi ngoài vì chấn thương, đó là Raphael Varane, Luke Shaw cùng với Tyrell Malacia. Đây đều là những nhân tố phải nghỉ thi đấu dài hạn và chưa thể trở lại trong một sớm một chiều được. Và nhiều khả năng, bộ tứ vệ vẫn sẽ được giữ nguyên như ở trận đấu với Arsenal. Dù đã được bổ sung tân binh Sergio Reguilon, nhưng với màn trình diễn khá tốt của Diogo Dalot, anh vẫn tiếp tục được tin tưởng bên hành lang cánh trái ở trận đấu sắp tới. Ở hàng tiền vệ, Mason Mount được dự đoán sẽ tiếp tục vắng mặt do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo và anh dự kiến sẽ trở lại ở trận đấu với Bayern Munich tại Champions League giữa tuần tới. Tuy vậy thì Quỷ Đỏ cũng sẽ đón tin vui khi tài năng trẻ Kobbie Mainoo nhiều khả năng sẽ tái xuất vào cuối tuần này sau chấn thương mà anh gặp phải hồi mùa hè vừa qua. Ngoài ra, tân binh được chờ đợi là Sofian Amrabat được dự đoán sẽ có màn ra mắt đội bóng mới sau khi đã được đội tuyển Maroc cho xả trại để hồi phục thể trạng, và anh sẽ sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất gửi đến người hâm mộ. Cuối cùng là hàng tấn công, nơi đang xảy ra nhiều bất ổn nhất trong thời điểm hiện tại. Cả Antony cùng với Jadon Sancho đều đang bị đình chỉ thi đấu sau những scandal mà mình đã gây ra, dẫn đến việc cánh phải của Manchester United đang thiếu nhân sự trầm trọng. Rất có thể, huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ tiếp tục tin dùng Bruno Fernandes ở vị trí này như cái cách mà ông đã từng làm ở mùa trước, trong khi Facundo Pelistri sẽ được trao cơ hội trong hiệp 2. Cùng với đó, tân binh Rasmus Højlund cũng sẽ có lần đầu tiên đá chính cho đội chủ sân Old Trafford sau màn trình diễn khá sáng nước trước Arsenal ở vòng 4, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Về phía Brighton, họ đang gặp đôi chút khó khăn về mặt lực lượng khi khả năng ra sân của bộ đôi trẻ đầy tiềm năng là Julio César Enciso cùng với Evan Ferguson vẫn còn bỏ ngỏ. Tiền đạo người Ireland chính là nhân tố đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick siêu hạng vào lưới của Newcastle ở vòng đấu trước, và người hâm mộ đang rất nóng lòng được chứng kiến màn so tài giữa anh cùng với Rasmus Højlund, hai tiền đạo sáng giá của Premier League. Ngoài ra, đoàn quân của Roberto De Zerbi sẽ không có sự phục vụ của cựu quỷ đỏ Danny Welbeck cùng với tiền vệ Jakub Mulder vì chấn thương. Mùa hè vừa qua, Brighton đã chia tay hai ngôi sao sáng nơi hàng tiền vệ, đó là Alexis Mac Allister cùng với Moises Caicedo, nhưng không vì thế mà sức mạnh của đội bóng này bị ảnh hưởng. Chiến lược gia người Italia vẫn định hình được lối chơi cho đội bóng và mang đến sự khó chịu thường thấy trong suốt nhiều năm qua. Một cuộc đối đầu đầy duyên nợ cũng rất đáng chờ đợi, chính là giữa Wan-Bissaka cùng với Mitoma, để xem ai sẽ làm bố vào thứ Bảy này. Chim Mòng Biển quả thực là một câu lạc bộ rất đáng để học hỏi, dù cho có mất đi bao nhiêu trụ cột, họ vẫn duy trì được màn trình diễn của mình. Thậm chí lại xuất hiện thêm những ngôi sao mới, hứa hẹn sẽ mang về hàng trăm triệu tiền chuyển nhượng cho câu lạc bộ. Cách làm bóng đá rất đáng học hỏi từ đội chủ sân Amex. Về lịch sử đối đầu, trong lịch sử, Man United và Brighton đã đối đầu với nhau tổng cộng là 31 lần, thành tích nghiêng về quỷ đỏ với 20 chiến thắng, 5 trận hòa và thua 6 trận. Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau là trận đấu đã diễn ra cách đây 114 năm, đó là cuộc đấu trong khuôn khổ FA Cup năm 1909. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. Kể từ kỷ nguyên Premier League, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 12 lần với 7 thắng lợi cho Quỷ Đỏ, còn Chim Mòng Biển thắng 5 trận. Nhưng trong 4 trận gần nhất hai đội gặp nhau, nửa đỏ thành Manchester chỉ thắng có 1 trận và con số của Brighton là 3, vô cùng ấn tượng. Ở mùa giải trước thì hai đội đã chạm trán nhau ở Premier League và 1 ở FA Cup. Đội chủ sân Amex giành chiến thắng trong cả hai trận tại Ngoại hạng Anh và chỉ chịu thất bại trên chấm luân lưu ở FA Cup. Trên sân Old Trafford ở mùa giải năm ngoái, Chim Mòng Biển là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1, và điều đặc biệt là cả 3 bàn thắng trong trận đấu mở màn của mùa giải của hai đội đều được ghi do công của các cầu thủ áo sọc xanh trắng. Đó là cú đúp của Pascal Gross và pha phản lưới nhà của Alexis Mac Allister. Còn ở trận lượt về tại Amex, cú đá penalty quyết định của Mac Allister ở phút 90+9 đã giúp đội chủ nhà giữ lại được 3 điểm quý giá. Tiếp theo, hãy cùng Random Football soi kèo vui vẻ. Nhưng hãy nhớ rằng, người đánh là người thua, người không đánh mới là người thắng. Còn thắng cái gì thì chúng tôi cũng không biết. Về dự đoán bàn thắng, ngoại trừ trận bán kết FA Cup, tất cả cuộc đối đầu giữa hai đội đều có bàn thắng, và đến 9 trong số 10 trận gần nhất là có từ 2 bàn trở lên. Tỷ lệ tổng số pha lập công được đưa ra sẽ hơn 3 bàn, và với cách chơi tấn công rực lửa của Brighton, nhiều khả năng sẽ có ít nhất là 3 bàn thắng được ghi vào thứ Bảy này. Còn về sức mạnh, Chim Mòng Biển là đội bóng duy nhất đánh bại được Quỷ Đỏ trên sân nhà trong hơn 1 năm qua. Từ đó, thầy trò Erik Ten Hag không để cho bất cứ ai lấy đi 3 điểm tại nhà hát của những giấc mơ. Quyết tâm trả nợ sẽ là động lực rất lớn cho đội chủ nhà ở trận đấu tới, nhưng không dễ để họ giành trọn 3 điểm. Cuối cùng là dự đoán đội hình và kết quả trận đấu. Random Football tin rằng Rasmus Højlund sẽ ra sân trong đội hình xuất phát khi anh đạt đủ thể trạng cần thiết, vì đơn giản Anthony Martial đã mang đến quá nhiều thất vọng. Và khi đó sơ đồ 4-2-3-1 sẽ được huấn luyện viên Erik Ten Hag vận hành như sau. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành số 24 Andre Onana. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Victor Lindelof cùng với Lisandro Martinez, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Aaron Wan-Bissaka bên cánh phải và Diogo Dalot ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Casemiro kết hợp với tân binh Sofian Amrabat. Trên hàng công, Christian Eriksen sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công là Marcus Rashford bên trái, đội trưởng Bruno Fernandes bên phải và trung phong Rasmus Højlund. Trong khi đó, Brighton nhiều khả năng tiếp tục chơi với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc vì đây là hệ thống cho phép huấn luyện viên Roberto De Zerbi tận dụng tối đa điểm mạnh của các học trò. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành người Hà Lan Bart Verbruggen. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Jan-Paul Van Henke và Louis Dunk, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Pervis Estupiñán bên trái và Joel Veltman ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Pascal Gross và Billy Gilmour. Trên hàng công, João Pedro sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công là Karu Mitoma bên trái, Solimac bên phải và trung phong Evan Ferguson. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn. Man United đang không có được phong độ tốt, cùng với đó là tình hình lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì nhiều lý do khác nhau, nên không dễ để thầy trò Erik Ten Hag có thể giữ lại 3 điểm ngay tại thánh địa Old Trafford. Tỷ số 1-1 hoặc 2-2 là những gì mà Random Football suy nghĩ lúc này, và nếu có được bàn dẫn trước, đây có thể là cú hích tinh thần cho Quỷ Đỏ để có được kết quả tốt nhất. Cuối cùng, xin được chúc quý khán giả có những ngày cuối tuần đầm ấm bên gia đình và cùng thưởng thức trận đấu hấp dẫn ở vòng 5 giữa Man United và Brighton. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!